Cân điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video lúc này Cân điện tử Gia Phát chia sẻ với anh chị một dòng cân điện tử chuyên với cân sầu riêng anh chị ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhắc đến cân hạo sầu riêng trước đi. Nếu như chúng ta muốn tiết kiệm thì chúng ta sẽ chọn cái mã là UVAW, tại vì cái dòng cân này nó có để cân cong lên và có hai màn hình số phía trước và phía sau. Xét vào dòng cân mà tầm 30 kg trở lại thì anh này là dòng gần như là rẻ tiền nhất. Còn nếu mà thông thả tài chính thì chúng ta lại chọn cái cân inox chống nước chống rỉ, hai màn hình số, cân Super 6 mà Cân điện tử Gia Phát đã từng chia sẻ trên YouTube về cái cân Hào Mix. Thì Hào Mix được thì mình hạo sầu riêng cũng được thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cân điện tử để cân sầu riêng. Thì một số nơi thì anh chị vẫn dùng cái cân đồng hồ để cân sầu riêng, và khi đọc số thì chúng ta phải soi đèn pin, và nếu mà cân trong tối thì chúng ta phải thường xuyên soi đèn pin luôn, và thường thì chúng ta sẽ ngồi gần cái cân á, chứ nếu mà ngồi xa quá thì không đọc số được. Hỏi ra là có dòng cân điện tử nào tốt hơn không, thay thế cho cân đồng hồ không, thì thật sự là có anh chị ạ. Quan trọng là mình có muốn mua hay không thôi, chứ cân điện tử nó ra đời nó dần dần nó thay thế cho cân đồng hồ mà, và cân điện tử thường thì nó tiện hơn cho mình rất là nhiều. Chúng ta đặt lên là chúng ta thấy được con số nó hiện ra rất là rõ và rất là chi tiết luôn. Cân đồng hồ thì thường một khía của nó là tới nửa ký lận, và chúng ta sẽ đọc là 95,5 kg, 96 kg, chứ đâu có số lạng sao đâu. Với cái cân điện tử thì nó luôn hiện ra số lạng luôn, 96 kg 2, 96 kg 3 gì đó, nó hiện ra số lạng luôn. Và chúng ta rất là thông thả, tại vì chúng ta đứng xa cái cân khoảng tầm 5 mét, chúng ta có thể dễ dàng ngồi đó và ghi số một cách rất là dễ dàng. Và cân điện tử mà cân sầu riêng hay là cân nông sản nói chung á, thì có rất là nhiều loại anh chị ha, nhưng mà riêng cái loại mà anh chị đang thấy nè thì toàn bộ cái cân nó bằng inox cả luôn, trên dưới trong ngoài đều inox hết, cho nên là nó chống rỉ và chống nước tốt hơn. Và cái cân này mà nét đỏ lớn nhất nữa, cho nên là nó rất là thuận lợi cho mình để cân sầu riêng hoặc là cân nông sản luôn. Và chúng ta đã vừa xem xong video clip về dòng cân điện tử inox TPE 300 kg chuyên cân nông sản nói chung và cân sầu riêng nói riêng. Thì xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích quá, nó đúng với nhu cầu sử dụng của mình quá và mình cần mua nó, thì anh chị hãy gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Thì Cân điện tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và miễn phí giao cân nhanh nhất đến nhà của anh chị ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video này nó hay, nó hữu ích, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay là nút phím like bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video mới nhất từ Cân điện tử Gia Phát anh chị nha. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.